Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kim Trung Di Trạch, tỷ lệ 1 trên 500 với quy mô dân số khoảng 23.500 người. Theo đó, dự án sẽ được điều chỉnh mở rộng diện tích lên 146,7 ha, tăng 8,6 ha so với quy hoạch cũ. Trong tổng số 146,7 ha quy hoạch có đất ở khoảng 40,6 ha, trong đó có 47 lô đất liền kề, diện tích khoảng gần 22 ha, 27 ô đất ở biệt thự, diện tích khoảng 17 ha và một ô đất ở chung cư, diện tích khoảng 1,6 ha. Ngoài ra là các công trình có chức năng sử dụng đất là thương mại dịch vụ, tài chính, văn hóa, hành chính, y tế. Dự án khu đô thị Kim Trung Di Trạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt năm 2007 và giao đất cho tổng công ty thương mại và xây dựng Việt Trà Simex làm chủ đầu tư từ năm 2008. Theo đại diện sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội tại thời điểm cuối năm 2010, dự án bị tạm dừng do phải chờ quy hoạch phân khu căn cứ trên quy hoạch chung của thủ đô. Một trong những lý do cụ thể được nêu ra là dự án có đường vành đai 3,5 đi qua nhưng trong quy hoạch liên quan đến dự án tỉnh Hà Tây cũ chưa đề cập đến tuyến đường này nên khi mở rộng Hà Nội thì phải điều chỉnh lại theo quy hoạch chung. Theo chủ đầu tư, toàn bộ phần đất của dự án doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất. Trong giai đoạn đầu của dự án, với mức đầu tư được công bố là 1.000 tỷ đồng, chủ đầu tư đã xây dựng trục đường chính cùng một số hạ tầng kỹ thuật, hơn chục dãy nhà biệt thự liền kề. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị lãnh đạo thành phố sớm chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án theo quy định để nó mới làm được thế này thế này từ năm 2010 mà có thấy ai đến mua đâu nên các căn này thì vẫn nguyên ông đi xuống dưới kia thì ông thấy được là nhà cửa cái thứ máy móc vẫn bỏ nguyên vào thời Hoàng Kim, giá đất nền tại dự án này được giao dịch tới từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông, gấp từ 3 đến 4 lần giá gốc. Tuy nhiên, suốt 10 năm nay, kể từ khi triển khai, mới chỉ có vài dự án liền kề được xây thô, nhưng vẫn bỏ hoang, không có giao dịch theo báo cáo giải trình của chủ đầu tư để tránh khiếu kiện đối với các ô đất đã thi công xây dựng ký hợp đồng góp vốn đơn vị này đề nghị giữ nguyên không thay đổi về các điều khoản